những cái mỏ nó bú lờ thì thôi rồi, trời đất ơi, thằng đàn ông cái đó là mục tiêu nghệ thuật, nếu mà nghệ thuật tình dục là phải nghệ thuật bú lờ nha mày, đừng có đùa à, mày không có coi thường chuyện đó được đó nha. Ở đời sông còn nhiều bổ ích mà bồ có mê mình hay không là chỗ đó đó nha bố. Ngoài tiền ra mà khi lột đồ ra là tiền không còn là quan trọng. Bởi vậy mày nói chuyện ra mày gato với anh quá, anh có ưu điểm đó thì mày phải khen anh, tại sao mày lại gato mày hành động với anh, hiểu không? À, số chị em phụ nữ là số hưởng đó em. Ăn không cũng hết, đi xe máy đổ cao lắm, mức được 60.000 mà chưa sót. Bởi vì mấy thằng đó xăng nó ngu chết con mẹ nó, thì quá trời ngu mấy em. Xăng thế giới cao nhất là 50.000 đúng không, thấp nhất là 1.000, cộng lợi chia đôi là 22.000, ủa lộn, 26.000, cộng lợi chia đôi là 26.000, xăng Việt Nam có 20, 21.000, mày đến cái con mẹ gì, mày trên trên cái đạo lý nào mày lên, tôi nghe coi đúng không. Bây giờ các bạn nói chuyện nó phải có đạo lý, nó phải hợp tình hợp lý và hợp logic đúng không. Không có cái nước tư bản nào mà giàu có ngoại trừ mấy nước nhiều giàu như Ả Rập thôi mà xăng tất cả đúng không em. Nói chuyện nghe không hợp tình hợp lý, nhiều khi đam các bạn không biết đam sao cho bạn hiểu luôn á. Ví dụ như giờ xăng nước cao nhất thế giới 50 ngàn, xăng Việt Nam 45 ngàn, thì mày lên ok tao chấp nhận được đi, tại vì lúc đó là Việt Nam mình gần cao bằng nhất thế giới rồi. Mà bây giờ việc xăng Việt Nam nằm ở dưới mức trung bình, má nó lên có mày phản động với chứ mày lên cái con mẹ gì, hàng hóa cái đùi mấy trăm mấy ngàn cái hàng hóa luôn, mày ăn là mày lên biết thì mày mét thằng phản động, mày phải thật dân, thằng dân nào rảnh lên hoài vậy, tao trả lãnh tao đọc báo cho nó lên nhiều nữa thiệt luôn á, khổ ghê á đúng không mấy bạn. Toàn là mấy thằng nghèo đi bộ đi xe đạp không mà bàn xăng đủ quá không. Trong khi nói thiệt thì xăng á, anh ghi dư sức đặt cách lên gì bàn, mình xét người dân bình thường nha, còn xét doanh nghiệp thì doanh nghiệp của anh như anh xài xăng dầu, xét về người dân á, tao đủ đặt cách, tao dư sức tao bàn, tao không lên tiếng thuật mày cầm đúng không. Mày bà mày tao đổ xăng một tháng 8 triệu đủ đặt cách bạn không đó. Anh với Nguyễn đi chơi đổ xăng một tháng 8 triệu đó, đủ đã cấp bạc chưa? Tao còn chưa có thằng nói nữa đó. Mình đồng hành cùng nhà nước, cùng chính phủ, cùng nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam này nó phát triển, cái đó mới là cái đạo làm người. Mẹ mà tối ngày đi mấy con xe mày ối tự ối chết thì được, chửi Trung Quốc đi xe lên tàu, lúc này riêng tàu đổ một tháng thì chắc được 150 tiền xăng, thất nghiệp nằm ở nhà cào phím không đi đâu mẹ đâu đổ chịu đúng không các bạn. À, bực mình quá sáng sớm không muốn nói bực đi à, nói mệt lắm bộ. Lương giáo viên dự định tăng không yên tâm, lương giáo viên từ để như là việc chính phủ, như nói chính phủ phải cơ cấu lại lương của các bộ công chức, yên tâm đi, vấn đề đó chi tiết rồi bạn chờ nha. Chứ hiện tại là như thế lương giáo viên cũng thấp, giờ đối với giáo viên nó chỉ có hai giải pháp, mấy giáo viên nào dốt đuổi cỏ mẹ hết đi, đừng vô bộ máy nó tội động quá rồi ok, người nào làm được việc á tăng lương tăng gấp đôi luôn. Vì sao làm giáo viên khổ thế bà, lương dưới 10 triệu xả gì tăng lên nữa 15 triệu đi, lương giáo sư 50 triệu hết, đó là kiến nghị của anh nha, có được quốc hội thông qua không anh không biết đó, nhưng mà anh làm hết sức mình. Riêng về lương giáo viên, lương công chức, lương bộ đội, lương công an đó, khỏi là sẽ tăng hết, đuổi đi họ làm gì cái bà nó mệt có tao lo cho chị không có chuyện làm nữa hả cặp mày, cái gì mày cũng đòi hết trơn á, tao làm gì không mày vô mày làm thủ tướng luôn đi. Nước nào xăng 50k lên mạng sập ý Na Uy sập đi, ý Na Uy nha. Nói chung là 50k là cái giá có thời điểm to giờ cái chuỗi nó sụt xuống bốn mấy, mấy bố được chửi cho mấy bố. Chị Nguyễn nó 50k sao giờ với anh chắc nó có 2 đô mốt nè, 2 đô mốt nhân lên ra 45 chửi chị Nguyễn nó xạo thua luôn. Di Nguyễn ủng hộ cộng sản cướp cạn dân 100%.
cộng sản làm cướp mày chỉ có mày tào lao quá, mày nói chuyện mày càng nói mày càng cút, mày nói mày phải có hợp lý hợp tình đúng không? Nãy giờ anh Duy nói cái gì anh Duy cũng dẫn cái ngọn ngành rõ ràng hả? Còn mày nói chuyện mày ngậm cực mà phun người xong rồi mày đốt luôn đi mày ơi, nhớ quá, hiểu không mấy bạn? Ứng cử vào quốc hội là gì thôi, ứng cử vào quốc hội rồi nói chung là gái cũng nó khó quá. Bây giờ mình ủng hộ phong trào dân chủ, các bạn thành công thì các bạn bầu mình làm tổng thống đi, bước lên cho nó nhanh, bước lên cho nó gọn bạn ơi. Giờ vô quốc hội này đó đi họp hành mệt quá, tại vì như thấy mấy dân chủ nó dở ẹt à đúng không? Thì nó nếu mà nó thành công đi chắc là bầu mình làm tổng thống rồi chắc cũng khả thi á đó. Còn đi vô bây giờ vô quốc hội toàn cao thủ không à, cạnh tranh sao lại à, mình khôn thì phải biết đường làm gì dễ xăng ở Mỹ $3 ga lon, chỉ xăng ở Mỹ $3 ga lon hả, ai biết tùy bang nữa, thì xăng ở Mỹ tùy bang đó nha, cướp qua thuế má thằng dốt, đậu xanh đậu má này nó ngu thiệt cái ta, mày muốn nói chuyện thuế đúng không, thuế Việt Nam mày biết được nhiêu, tao nói chuyện thuế nước ngoài cho mày biết. Không phải bây giờ mày biết cái nguồn thuế quan trọng nhất á là thuế gì đúng không? Đừng có nói chuyện thuế hàng hóa thì cái hàng là hàng hóa, trong những hàng hóa đó có thuế cao thuế thấp đúng không, cộng lại chia đều thì vẫn thua thuế của nước ngoài đó một tí. Ý thứ hai nữa, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, không phải nước ngoài thuế nào cao hơn mày hết, mày kiếm ra Việt Nam mình thuế thu nhập doanh nghiệp có 20%, tao làm tỷ đi tao đóng có 200 triệu mày mồi đó, đi ra nước ngoài coi làm tỷ đóng 350, thuế thu nhập cá nhân qua Pháp làm tỷ đóng 500 triệu đó, mày coi thằng nào cướp nó chỉ ngu phê hờ cái thằng này nó chỉ không kém mất chỉ mấy bạn ơi. Tôi đề nghị mấy đứa nào đại diện cho dân chủ ra nói chuyện làm ơn có cần độ chút nha, mà nói chuyện chỗ này mà hồi xưa tao xong chấp luôn á không, giờ mày kiếm cái thuế nào nữa trong đời này, tao ba tao đánh giá mày chỉ qua là thế thôi đúng không? Đầu tiên á là thuế hàng hóa, mày xài mày đóng mà xài mày nhận đúng chưa? Còn thuế thứ hai thì làm cá nhân thứ ba thì làm nghiệp, còn thế nào nữa mày, thế nào hả? Mấy cái thế đó mà đáng để tính. Thế thu nhập cá nhân Việt Nam này cũng chưa cao, mà hầu như đối tượng đóng thế cá nhân Việt Nam hầu như hơn như là 1-2 người đó, mày thấy thấp chưa? Mày có đóng con mẹ đồng sủa đúng không? Mày tao bảo đảm không có đóng con bạc nào ở đất mày đúng không? Rồi cái thứ hai nữa, thế thu nhập doanh nghiệp mày chắc chắn cũng đóng luôn rồi. Mày giám đốc phải ngồi đây mày ẩn không, giám đốc phải ngồi đây giả tạo như anh Duy Nguyễn như này mới là giám đốc như nước chưa. Thế VAT 10% không có sợ bây giờ ra mày xài được nhiêu ngắn cái gì, thế VAT 10% tao cho mày tốt đời đẹp tạo nhất là mày xài hàng chính hãng hết luôn mày mới có VAT một tháng mà làm 10 triệu, mày đóng thế VAT được nhiêu? 1 triệu đến tao 1 tỷ nè, tao đóng thế 100 triệu, thằng nào đủ đợt cấp nói chuyện hơn mày. Mày dân tộc dân, mày đừng nói chuyện công bằng. Tao thấy công bằng, tao đóng tỷ sao tao đóng trăm tỷ sao công bằng được. Mày đóng 1 triệu à, công bằng gì? Các bạn thấy công bằng không? Hả? Mày dân tộc dân nói chuyện nhau vậy á, được không? Mày chính là mấy thằng nghèo đó, mày tao chưa kể, tao đóng thế tao nuôi cho mày nữa. Tao bực thôi á, bực với ai? Mẹ đường của mày, đường của tụi mày đi là có tao đó nha, không có tao khổ cái đường đi con. Bù láo. Đúng không? Tao mua xe, tao có phí cầu đường. Tao đóng thuế nhiều, nhà nước mới có tiền xây đường. Mày ăn ké, mày cứ chọc mày ăn với tao. Tức quá bạn ơi. Ghét trên đời sống cái gì mà không biết điều là gì không chấp nhận. Mày sống mà phải biết điều mới nói chuyện được. Mày sống mà không biết điều. Mày đã ăn giờ ở đậu. Như tao là tao biết điều, tao không giờ tao ăn với bọn Đức hết á. Ngu gì ăn mà. À. Mày đã nghèo thì mày đóng góp để xây dựng đất nước đi. Mày nghèo mà mày ăn với tao, tao mới tin. Chi nói ra cho cô nào sai bài cho chúng ta. Chi thực tế, bớt ngảo đi, bớt cái chức với tao. Tao không có chuyện gì làm như thế. Mày đừng có nói ở VAT 10%, mày sẽ kiểu gọi tao, mày tao chấp nhận mày 10%. Đúng chưa? Mày lương tháng mày cho 10 triệu, thì mày xài VAT được 1 triệu thôi chứ mấy. Tao ăn chơi đâu xã hội này 1 tháng 100 triệu, tao phải tao 10 triệu tao mời mày.
Nếu mà tao ăn chơi thắng nó tiền, tao tâm thì tao không cấp mày 100 lần, đúng không? Mày hợp lý không? Mày ok mày cãi chỗ nào nữa không? Mày còn chỗ mày cãi không? Giàu nói cái gì cũng đúng. Đúng rồi, mày phải nghe người giàu nói chuyện. Mày không có cãi được với người giàu đâu. Tại vì người giàu người ta nắm vững mệnh đất nước. Đất nước nào cũng vậy đó mày ơi. Thằng Trump nó nhìn thằng Bill Gates, chứ nó không nhìn mấy cậu đeo. Đúng không? Đúng không mấy bạn? Mẹ cậu này mà thích thì tôi đỡ không có tuổi rồi à. Tao đi ăn tối với Bill Gates tính sao? Mày cái áo gì cái chảo. Bởi đất nước Việt Nam là của chung, cùng chung tay góp sức đi mấy ông nội. Chuyện của tôi lo về kinh tế, tôi đóng góp về tiền. Còn mấy ông thì mấy ông cũng phải đóng góp cái gì đó đi chứ. Tôi làm tôi nay lưng nó không thế, tôi trả than câu nào đó. Tao mua cái xe 7 tỷ đó, không có tao đóng thế cũng 3-4 tỷ, tao cũng rên câu nào, chỉ với chuyện bình thường. Mình là người dân có trách nhiệm đất nước, đúng không? Thuế sơ nó vậy, tao đóng mà chấp hành. Ký giấy cọc luôn không luôn tay không chần chừ. Đó là sự thật. Mày cái tối nhà khổ quá. Công dân ai cũng quyền kêu nhé, mày kêu kệ mẹ mày, tao nghe là mày nhau, đúng không? Thì mày có quyền kêu, tao có quyền tao nghe. Nhưng tại sao mày kêu bắt người ta nghe, đúng không? Thì mày cứ rên đi, rên thoải mái đi, giao phép đi, rên hợp lý tao nghe, mà rên vô lý tao ngồi cho mày nghe, đúng không các bạn? Ừ, đồng ý với mày, mày nói có đó đúng. Dân ai có quyền rên hết, đồng ý, tao không muốn nhận. Nhưng mà đến cãi mày, cái đó hợp lý tao nghe, thì thôi. Trong khi chính sách thuế nhà nước là lấy giàu chia nghèo, tao là người bị lấy nha mày. Mày là người được hưởng nha mày. Quá một cơ đứa cụ lôi mày chứ rên. Mà thấy nó vô lý không? Mà thấy nó vô lý không các bạn? Mà thấy nó cực kỳ vô lý không? Chính sách thuế của Việt Nam là lấy giàu cho nghèo, mà nó nghèo mà nó lên nữa, bạn thích cái đạo này thôi, mày lên rồi mày làm cho tao nước đi. Ồ, mày lên mày làm mẹ hết đi thôi, bây giờ nó chết cái ngọn mày đi, mày cướp đi cho nó lẹ mày. À chứ giờ mày muốn gì, giờ mày muốn gì? Nào chính sách thuế của Việt Nam này á, là lấy nghèo nuôi giàu thì mày ăn, tao đồng tình với mày, tao cho tiền cơm trưa mày ăn luôn. Tao chịu. À, con giác sinh mùi vui nè. Ừ, từ từ chờ chút giác sinh mùi. Nói chung là hôm qua là Nhi mới nhận được chỉ thị của Bộ Chính trị. Bộ Chính trị nói gì thôi, đồng chí làm thì rất ok, rất là hay, nhưng mà Việt Nam mình phải giữ ban giao của những nước khác. Đối với những đối tượng nước ngoài, đồng chí nên nhỏ nhẹ, từ từ thuyết phục, đồng chí đừng gay gắt, mà phải chấp nhận thôi, chứ sao giờ chờ chút chắc sắp vượt. Nhưng Bộ Chính trị kiếm tới tao, tao chờ được, còn mấy hàng trong nước bước luôn.